Chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin trình bày phần quay màn hình case study 3.2 sau khi đã được thầy nhận xét và góp ý. Đầu tiên, em xin phép đọc đề bản tiếng Anh của case. Use the data in the screen raw to answer this question. These are zip code level data on price for various items at fast food restaurant, along with characteristics of the zip code population in New Jersey and Pennsylvania. The idea is to see whether fast food restaurants charge higher price in area with a larger concentration of black. Question number one, find the average value of proportion black and income in the sample, along with their standard deviation. What are the units of measurement of proportion black and income? Question number two, consider a model to explain the price of soda, pea soda, in terms of the proportion of the population that is black and median income. Estimate this model by OLS and report the result in equation form, including the sample size and R-square. Do not use scientific notation when report the estimate. Interpret the coefficient on proportion black. Do you think it's economically large? Question number three. Compare the estimate from part two with the symbol regression estimate from P soda on proportion black. Is the discrimination effect larger are smaller when you control for income? Question number four, a model with a constant price elasticity with respect to income may be more appropriate. Report estimate of the model. If proportion black increased by 20 percent point, what is the estimate percentage change in P soda? Hint, the answer is 2xx, where you fill in the xx. Question number 5. Now, add the variable proportion poverty to the regression in part 4. What happened to P tab proportion black? Question number 6. Find the correlation between low income and proportion poverty. Is it roughly what you expected? Question number 7. Evaluate the following statement. Because low income and proportion poverty are so highly correlated, they have no business being in the same regression. Tiếp đến, em xin đọc bản tiếng Việt của case. Sử dụng dữ liệu Discrim XLS để trả lời bài tập này. Đây là dữ liệu dạng mã hóa về giá món ăn khác nhau tại các nhà hàng thức ăn nhanh ở New Jersey and Pennsylvania, cùng với các đặc điểm dân số của hai khu vực này. Ý tưởng là để xem xét liệu các nhà hàng thức ăn nhanh có bán với giá cao hơn ở những khu vực có nhiều người da màu hay không. Câu hỏi thứ nhất, tìm giá trị trung bình của proportion black và income trong mẫu, cùng với độ lệch chuẩn của chúng. Đơn vị tính của proportion black và income là gì? Câu hỏi thứ hai, xét mô hình giải thích giá soda, P soda theo tỷ lệ người da màu và thu nhập trung vị. Ước lượng mô hình bằng OLS và trình bày kết quả dạng phương trình, bao gồm cỡ mẫu và R bình. Không sử dụng ký hiệu khoa học khi trình bày các ước lượng. Giải thích ý nghĩa của hệ số hồi quy biến proportion black. Xét về khía cạnh kinh tế, bạn có nghĩ rằng nó khá lớn không? Câu hỏi thứ ba, so sánh ước lượng ở câu 2 với kết quả hồi quy đơn P soda theo proportion black. Tác động của phân biệt đối xử là lớn hơn hay nhỏ hơn khi bạn kiểm soát biến thu nhập? Câu hỏi thứ tư, một mô hình với hệ số giá kho giãn không đổi theo thu nhập có thể thích hợp hơn. Trình bày kết quả ước lượng theo mô hình sau. Nếu proportion black tăng 0,20%, phần trăm thay đổi ước lượng được của P soda là bao nhiêu? Gợi ý, câu trả lời là 2xx, bạn điền vào xx. Câu hỏi thứ 5, thêm biến proportion poverty vào hàm hồi quy ở câu 4. Chuyện gì xảy ra với beta proportion black? Câu hỏi thứ 6, tìm hệ số tương quan giữa low income và proportion poverty có giống như bạn kỳ vọng không?
Câu hỏi thứ 7, hãy đánh giá phát biểu rằng vì low income và proportion poverty có tương quan cao nên chúng không thể có mặt trong cùng mô hình hồi quy. Đầu tiên, em xin phép chỉ ra một số từ ngữ học thuật như sau. Population nghĩa là tổng thể chứ không phải là dân số. Sample là mẫu. Standard deviation là độ lệch chuẩn. Model là mô hình. Equation form là dạng phương trình cơ bản. Sample size là cỡ mẫu. R square là R bình. Coefficient on proportion plot nghĩa là hệ số hồi quy của biến proportion plot. Simple regression là hồi quy đơn. Discrimination effect là tác động của phân biệt đối xử. Constant price elasticity là hệ số giá co giãn. Correlation là hệ số tương quan. Trong đó, chúng ta có thể thấy cụm từ concentration of black sẽ bằng cụm từ the proportion of the population that is black sẽ bằng cụm từ coefficient on proportion black và bằng cụm từ discrimination effect. Những cụm từ này có thể được thể hiện bằng từ it và được biểu diễn một cách ngắn gọn chính là beta mũ 1. Thì em xin giải thích thêm cụm từ zip code level. Nó không có nghĩa là dữ liệu dạng mã hóa như đề bài, mà nó có nghĩa là dữ liệu khu vực địa lý được phân loại theo mã bưu chính. Ví dụ như mã bưu chính của phường Hiệp Bình Chánh ở đây là 71315. Thì dữ liệu Discrim này bắt nguồn từ công bố khoa học, nghiên cứu thực tế có tên là Do Fast Food Chain Price Discriminate on the Race and Income? Có nghĩa là thức ăn nhanh có phân biệt đối xử về giá theo chủng tộc và thu nhập không? Được công bố trên tạp chí Journal of Business and Economic Statistics. Tác giả là Grady đã cung cấp trực tiếp bộ data này. Đây là bộ dữ liệu thực khảo sát trên mẫu 410 nhà hàng thức ăn nhanh ở New Jersey và Pennsylvania, cùng với các đặc điểm là proportion black, proportion poverty, income và một số đặc điểm khác. Trước khi bắt đầu vào phần thực hành, em xin xác định mục tiêu nghiên cứu của case là kiểm định sự khác biệt về giá được áp đặt bởi các cửa hàng thức ăn nhanh cho các khu vực với khách hàng có sự khác biệt về chủng tộc và khác biệt về thu nhập. Phạm vi nghiên cứu ở đây là hơn 400 cửa hàng ở New Jersey và Pennsylvania, cụ thể là 410 cửa hàng. Giờ em xin tiến hành phân tích trên bộ dữ liệu thật. Thì trong case study 3.2 này, chúng ta sẽ tạm thời quan tâm đến 4 biến. Đầu tiên là giá của Besoda là cột A. Tiếp đến là tỷ lệ dân da màu proportion black là cột V. Tiếp đến là proportion poverty nghĩa là tỷ lệ nghèo đói là cột W. Và cuối cùng là income là thu nhập trung vị của các hộ gia đình là cột AA. Thì ở đây chúng ta thấy được là người ta tính bằng giá trị trung vị chứ không tính bằng giá trị trung bình. Thì vì khi tính giá trị trung bình sẽ không chuẩn bằng giá trị trung vị. Khi tính giá trị trung bình sẽ có những gia đình thu nhập quá thấp hoặc thu nhập quá cao so với trung bình. Ví dụ như là khi tính giá trị trung bình có nghĩa là đem tất cả thu nhập của toàn bộ người dân trong khu dân cư đó chia trung bình thì sẽ có những người có thu nhập 1 đồng, còn có những người thì thu nhập quá cao gấp 10 lần, 100 lần thì chia trung bình sẽ làm cho giá trị đó không có ý nghĩa. Trong khi đó, sử dụng giá trị trung vị thể hiện được 50% người có thu nhập từ số trung bình đó trở lên và 50% người có thu nhập từ số trung bình đó trở xuống. Từ đó, ta thấy được sử dụng giá trị trung vị ổn hơn vì nó không bị tác động bởi các cá nhân có thu nhập quá cao hay quá thấp. Lý do không tính được giá trị trung bình vì trong bộ dữ liệu thực tế, nghiên cứu không phải cái gì cũng có số liệu. Có những khu vực địa lý không tìm ra được số liệu cho nên người ta mới cho những cái dấu chấm vào đấy. Đây. Giờ em sẽ bắt đầu thực hiện yêu cầu 1 của case.
tìm giá trị trung bình của proportion plot và income trong mẫu, cùng với độ lệch chuẩn của chúng. Đơn vị tính của proportion plot và income là gì? Em sẽ thao tác trên phần mềm R. Đầu tiên, em sẽ truy xuất file dữ liệu Stream. Tiếp đó, ta sẽ tính giá trị trung bình của income và proportion plot bằng hàm sau. Từ đó, ta có kết quả là trung bình tỷ lệ người da màu là 0,1135% và thu nhập trung bình là 47.054 đô la. Ở câu 1, còn có yêu cầu là tính độ lệch chuẩn, thì trước đó ta đã được học độ lệch chuẩn bằng file bằng Excel bằng công thức này. Tuy nhiên thì chúng ta có thể tìm độ lệch chuẩn bằng R bằng cách nhập hàm sau. Đến đây, em đã thực hiện xong yêu cầu 1. Tiếp đến, em xin đọc yêu cầu 2 của case. Xét mô hình giải thích giá soda Besoda theo tỷ lệ người da màu và thu nhập trung vị. Ước lượng mô hình bằng OLS và trình bày kết quả dạng phương trình, bao gồm cỡ mẫu và R bình. Không sử dụng ký hiệu khoa học khi trình bày các ước lượng. Giải thích ý nghĩa của hệ số hội quy biến proportion plot. Xét về khía cạnh kinh tế, bạn có nghĩ rằng nó khá lớn hay không? Thì ở yêu cầu 2, ta có phương trình như sau là P soda bằng beta 0 cộng với beta 1 proportion plot cộng với beta 2 incomes cộng U. Thì đây chính là mô hình hồi quy đơn mà chúng ta đã học ở chương 2. Thì trong đó, Besoda sẽ là biến phụ thuộc, biến được giải thích, biến phản ứng, biến được dự đoán hoặc là biến được hồi quy. Proportion plot và income là biến độc lập, biến giải thích, biến kiểm soát, biến dự đoán, biến hồi quy. U là sai số, nhiễu các nhân tố khác không được quan sát. Thì ta thấy được rằng là số lượng biến độc lập của mô hình hồi quy bội đây sẽ nhiều hơn số lượng biến độc lập của mô hình hồi quy đơn. Nó sẽ tích hợp nhiều nhân tố giải thích vào mô hình hơn, giúp làm rõ các nhân tố khác được giữ cố định, nếu không thì những nhân tố đó sẽ có trong U, dẫn đến độ chính xác sẽ tăng lên, đồng thời cho phép các dạng hàm linh hoạt hơn. Tiếp đến, em xin trình bày yêu cầu 2 bằng R bằng hàm sau.
Thì kết quả ở đây cho ta thấy được là ta đã bị bỏ sót 9 quan sát. Cho nên số quan sát của ta sẽ không phải là 410 nữa, mà ta sẽ đi tìm số quan sát bằng hàm sau. Thì ta có số quan sát của ta tìm được là 401. Vậy, mô hình hồ quy ước lượng dạng thông thường sẽ được viết lại như sau. Ở đây ta sẽ thấy có hai r bình phương là r bình và r bình hiệu chỉnh. Thì em xin giải thích ý nghĩa của r bình. Thì r bình ở đây bằng là 0,064. Đã giải thích mức độ biến động của hàm hồi quy, cụ thể là cho biết sự biến thiên của tỷ lệ người da màu hay sự biến thiên thu nhập trung vị, giải thích 6,4% sự biến thiên của giá soda. Nói cách khác là phương trình hồi quy ước lượng giải thích 6,4% sự khác biệt về giá của soda. Còn ý nghĩa của R bình hiệu chỉnh là các nhà nghiên cứu kinh tế lượng thấy rằng khi càng thêm biến độc lập vào thì đặc điểm của R bình là càng tăng lên do số dư của U tăng lên, dẫn đến khuynh hướng overestimated, phóng đại giá trị thực tế. Giải pháp để tránh hiện tượng trên thì dùng công thức để chuyển sang R bình hiệu chỉnh. Như vậy, R bình hiệu chỉnh là một cách loại trừ việc overestimated. R bình hiệu chỉnh sẽ nhỏ hơn R bình và có độ chính xác cao hơn. Từ đó, hồi quy bội khuyến khích dùng R bình hiệu chỉnh hơn là R bình. Em xin giải thích ý nghĩa của hệ số hồi quy. Thì ý nghĩa của hệ số hồi quy của một biến độc lập có nghĩa là biến phụ thuộc sẽ thay đổi như thế nào khi có sự thay đổi của một biến độc lập, trong khi biến độc lập còn lại giữ nguyên. Thì ở đây, ý nghĩa của hệ số hồi quy biến proportion plot là trong điều kiện biến thu nhập không đổi, nếu tỷ lệ người da màu tăng 1%, thì giá ước lượng của soda sẽ tăng 0,115 đô la.
Thì xét về khía cạnh kinh tế, bạn có nghĩ nó khá lớn hay không? Thì nếu hệ số biến tăng 10%, thì giá soda được ước lượng sẽ tăng là 0,0115 đô la, là khoảng 1,2 sen. Giá trị này dường như không lớn. Tuy nhiên, nếu so sánh một khu vực không có người da màu và một khu vực có 100% là người da màu, thì giá soda được ước lượng là chênh lệch nhau 0,0115 đô la, khoảng 11,5 cent, có nghĩa là nó khá lớn. Đến, em xin đọc yêu cầu của câu 3. Là so sánh ước lượng ở câu 2 với kết quả hồi quy đơn Besoda theo Proportion plot, tác động của phân biệt đối xử là lớn hơn hay nhỏ hơn khi bạn kiểm soát biến thu nhập. Đầu tiên thì ta sẽ tiếp tục thao tác trên phần mềm R. Mô hình hồi quy ước lượng dạng thông thường của chúng ta sẽ như sau. Em sẽ so sánh ước lượng giữa mô hình hồi quy đơn và mô hình hồi quy bội thông qua phương trình 3.23 trang 87 của giáo trình. Thì ở phương trình 3.23 ta sẽ suy ra được ba phương trình như sau. Thì ta sẽ có B1 ngã ở câu 2 là 0,115. Còn B1 ngã ở câu 3 là 0,065.
P2 mũ ở đây là 0,000016. Còn đây, đây chính là hệ số hồi quy giữa hai biến độc lập, proportion plot và income. Thì kết quả hồi quy đơn PSODA theo proportion plot là 0,065, nhỏ hơn kết quả ước lượng ở câu 2 là 0,115, rơi vào tình huống omitted variable bias. Thì dự đoán hệ số hồi quy giữa hai biến độc lập proportion plot và income thu được sẽ là âm. Vì người da màu thường có mức thu nhập thấp nên một khu vực có tỷ lệ nhiều người da màu thì có mối tương quan là âm. Nghĩa là hệ số tương quan giữa hai biến proportion plot và income là tương quan nghịch chiều, trong khi hệ số beta 2 mũ là dương, nên trong trường hợp K 3.2 là underestimated, tức là ước lượng này bị chệch từ 0,115 xuống 0,065, chệch do bỏ sót biến income. Thì từ đây ta kết luận được là
Khi kiểm soát được biến income thì tác động của phân biệt đối xử là nhỏ hơn, có nghĩa là underestimated. Theo, em xin trình bày yêu cầu của câu 4. Một mô hình hệ số giá co giãn không đổi theo thu nhập có thể thích hợp hơn. Trình bày kết quả ước lượng theo mô hình sau. Nếu proportion plus tăng 0,20%, phần trăm thay đổi ước lượng được của Pisoda là bao nhiêu? Gợi ý, câu trả lời là 2xx, bạn điền vào xx. Thì có thể thấy, điều khác biệt ở đây là có thêm lót. Thì lót ở đây thể hiện sự co giãn của giá theo thu nhập. Thì trong mô hình kinh tế học, hệ số co giãn của giá soda theo thu nhập, nó cho biết khi thu nhập thay đổi 1%, thì giá soda thay đổi bao nhiêu phần trăm. Thì đối với mô hình có lót, mình sẽ thực hiện thao tác trên R tương tự với mô hình không có lót. Thì từ đây ta sẽ có được phương trình hồi quy bội là ở đây, nếu proportion plus tăng thêm 20 điểm phần trăm, thì phần trăm thay đổi ước lượng của Pisoda sẽ tăng thêm là 0,0244, nghĩa là 2,44%.
Ở đây, ta có được độ co giãn của giá soda theo thu nhập, chính là hệ số beta 2 mũ bằng 0,077. Trong điều kiện biến proportion plot không đổi, thu nhập thay đổi 1%, thì giá soda tăng 0,077%. Tiếp đó, em sẽ thực hiện yêu cầu của câu 5. Thêm biến proportion poverty vào hàm hồi quy ở câu 4. Chuyện gì xảy ra với Peter proportion plot? Thì nếu thêm một biến proportion poverty thì phương trình sẽ có ba biến gồm proportion plot, income và proportion poverty. Ta sẽ tiếp tục tiến hành thao tác trên error. Vậy, phương trình khi có thêm biến proportion poverty tham gia vào sẽ là thì khi thêm biến proportion poverty vào hàm hồi quy ở câu 4 sẽ khiến cho beta mũ proportion plot giảm xuống còn 0,0738 so với kết quả câu 4 là 0,122.
Thì kết quả này có ý nghĩa là trong điều kiện biến loss income và biến proportion poverty không đổi, nếu tỷ lệ người da màu là proportion black tăng 1% thì loss soda sẽ tăng $0,0738. Ta sẽ dự đoán được hệ số tương quan giữa proportion black và proportion poverty là tương quan dương, bởi vì tỷ lệ người da đen là đồng biến với tỷ lệ nghèo đói, cho nên ở đây mối liên hệ giữa tỷ lệ người da màu và tỷ lệ nghèo đói là thuận chiều, dấu dương. Bởi vì lý do là người da đen thường là người nghèo, nên càng nhiều người da đen thì tỷ lệ người nghèo càng cao. Tiếp theo, em sẽ thực hiện yêu cầu của câu 6. Tìm hệ số tương quan giữa loss income và proportion poverty có giống như bạn kỳ vọng không? Thì ta sẽ tiếp tục thực hiện thao tác trên error. Ta sẽ có được là hệ số tương quan giữa loss income và proportion poverty là gần bằng trừ 0,838, có nghĩa là trung bình tỷ lệ nghèo đói sẽ tăng lên khi thu nhập giảm xuống. Dấu âm ở đây thể hiện mối quan hệ nghịch biến giữa hai biến độc lập trên. Điều này là phù hợp với thực tiễn.
Câu cuối cùng yêu cầu hãy đánh giá phát biểu rằng vì lost income và proportional poverty có tương quan cao nên chúng không thể có mặt trong cùng mô hình hồi quy. Đầu tiên, em xin phủ định kết luận trên vì ở đây giữa lost income và proportional poverty có mối tương quan khá mạnh, không phải là có mối tương quan cao do hệ số tương quan gần bằng 1. Nhưng không là tương quan tuyệt đối vì dùng giá trị trung vị chứ không dùng giá trị trung bình. Nhưng mà nếu dùng giá trị trung bình thì nó còn mạnh hơn nữa, tầm khoảng trừ 0,90 mấy. Vì vậy, để cô lập sự ảnh hưởng của phân biệt đối xử một cách thuần, trong điều kiện các biến khác cố định, chúng ta cần kiểm soát càng nhiều càng tốt các biến đo lường thu nhập. Đến đây, em cũng xin kết thúc phần trình bày Case Study 3.2 của em. Em cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.